Sau khi làm sạch da mặt khách hàng xong thì để chuẩn bị nặn mụn thì các bạn phải sát khuẩn da mặt bằng nước muối sinh lý giùm cô ha. Chúng ta sẽ lau lại toàn bộ mặt bằng nước muối sinh lý đó, giúp để sát khuẩn cái vùng da mặt của khách hàng. Rồi, sau khi sát khuẩn bằng nước muối sinh lý xong, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nặn mụn ha. Thì trong quá trình nặn mụn, cô sẽ cần phải có những dụng cụ. Thứ nhất là kim lễ mụn, thứ hai là bông tăm để lấy mụn. Thì đa số là có những spa họ sẽ dùng cây nặn mụn như thế này để lấy. Thì nếu mà dùng cây này, nếu mà các bạn không 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 điều chỉnh được cái lực của mình thì nó sẽ rất là dễ để lại cái hậu quả là để lại sẹo cho khách hàng, hoặc là nếu mà chúng ta không sát khuẩn kỹ cái cây này là nó sẽ để lại cái tình trạng viêm nhiễm đối với khách hàng ha. Nên trong bài học ngày hôm nay cô sẽ hạn chế sử dụng cây, mà cô chỉ sử dụng bằng bông tăm. Tức là bông tăm này nó sẽ giúp cho, thứ nhất là cho khách hàng không cảm giác bị đau, và làm nhân mụn nó không, sau khi mụn lành nó sẽ không bị thâm ha. Rồi bây giờ cô sẽ tiến hành lấy mụn. Thì các bạn đấy thấy đây, đây là cái mẫu mẫu mụn, mẫu khách hàng của cô. Thì da bạn này cực kỳ là rất là nhiều mụn, và trên da mặt của bạn là kể cả mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn viêm, mụn mủ đều có cả. Và lỗ chân lông bạn cực kỳ to, da dày sần ha. Nên bây giờ cô sẽ tiến hành lấy mụn theo thứ tự từng vùng trên mặt ha. Đầu tiên các bạn sẽ quan sát là mụn nào chúng ta lấy được và mụn nào chúng ta lấy không được. Thứ nhất, mụn lấy được là những mụn đầu trắng, mụn đầu đen, nó đã có còi, có nhân rồi các bạn lấy được. Còn những mụn viêm, mụn mủ, thứ nhất là các bạn quan sát nó đã chín, nó đã mềm, nó đã không còn sưng đỏ lên và nó đã gom lại cái còi trắng thì các bạn mới có thể lấy được. Còn những mụn viêm mà nó mới bắt đầu chớm viêm, nó đang còn sưng đỏ, còn nhức thì các bạn hạn chế nặn ngay lúc đó, mà chúng ta chỉ dùng thuốc hỗ trợ chấm lên để cái nốt mụn nó có thể mau chín để mà khi chúng ta lấy mụn ha. Rồi bây giờ cô sẽ tiến hành lấy cái vùng trán. Đầu tiên là cô sẽ xác định những cái mụn nè lấy được. Thì các bạn sẽ cầm cái kim, cái đầu kim này, chúng ta đưa cái mặt dép của mũi kim lên phía trên, và các bạn có thể căng những cái nhân mụn mà chúng ta chuẩn bị nặn, là các bạn lễ để cho cái đầu mụn nó có cái lỗ để mà thoát ra ngoài. Đây, những cái mụn này. Cô sẽ xác định một vài nốt mụn luôn để nặn một lần luôn ha. Đó, khi mà các bạn muốn lễ cái mụn thì chúng ta sẽ căng cái vùng mụn ra cho, và đâm cái kim theo cái chiều mà cái lỗ chân lông ha. Chúng ta đâm mũi kim nó sâu xuống tí xíu và chúng ta dít cái mụn lên. Rồi sau khi xong, cô sẽ dùng hai cây bông tăm này, và các bạn cầm cái đầu bông cho nó thật là sát để chúng ta có đủ lực ha. Rồi các bạn căng cái đầu mụn ra và các bạn đẩy nó vào. Đó, cô chỉ cần nhấn nhẹ nhàng thôi là cái còi mụn nó đã ra rồi. Rồi các bạn có thể xoay tròn cái đầu mụn để cho nó ra sạch toàn bộ cái còi luôn ha. Đây, các bạn thấy một cái còi nó đã xuất hiện ra.
Đó, cô chỉ cần nhấn nhẹ nhàng thôi. Sau khi chúng ta lễ cái đầu nhân mụn là các bạn thấy cái còi mụn nó đã xuất hiện ra rồi. Đó. Các bạn nên nhớ nè, đó, mụn này là mụn đang viêm nè, nó đã có cái còi mủ trắng rồi nè, thấy không? Và chúng ta nặn sạch cái còi ra ha. Đó. Còi rất là to. Đó, thấy không? Các bạn thấy nó ra rất là dễ dàng nếu mà chúng ta nhấn nhẹ nó thôi. Khi mà nặn bằng bông tăm như thế này, nó sẽ giúp thứ nhất là an toàn cho khách hàng. Thứ hai là sau khi mụn lành nó sẽ không để lại vết thâm hay là vết sẹo gì trên da của khách hàng. Khi mà chúng ta đừng có lạm dụng cái cây nặn mụn quá ha. Các bạn có thể nặn bằng vông tăm hoặc nặn bằng tay cũng được, nếu mà các bạn có kỹ thuật để nặn bằng tay. Bạn thấy cô nặn tới đâu là còi mụn nó ra tới đó ha.